Tôi tên là Lê Sĩ Hoàng. Đối với tôi thì cái áo dài nó không chỉ là một bộ trang phục, nó là văn hóa, nó là biểu tượng của người Việt Nam, nó là lịch sử, nó là nghệ thuật, nó là tất cả. Bởi vì chỉ cần nhìn vào bộ áo dài thì người ta có đầy đủ những cái cảm xúc mà tôi vừa nói. Và như vậy thì và đối với riêng tôi trong lĩnh vực hoạt động của mình, tôi không chỉ là thiết kế mà tôi còn nghiên cứu về áo dài, và tôi còn tìm thấy trong áo dài cả một cái học thuyết âm dương, cả một cái nền triết học trong cái bộ áo dài. Và tôi không phải tôi ước mong, mà tôi muốn trong hiện tại và tương lai áo dài sẽ vẫn còn được người Việt Nam tiếp tục sử dụng một cách bình thường, mặc dù đó là trong một cái thời đại hiện đại mà hầu như các nước trên thế giới những cái bộ trang phục truyền thống người ta đã ít mặc dần đi. Nhưng với những cái thiết kế của tôi và những người thiết kế khác ở Việt Nam, chúng tôi muốn rằng cái áo dài nó sẽ được tiếp tục ở trong đời sống, và như vậy nó sẽ có cái sự đóng góp về ý tưởng, về chất liệu cũng như là về cái thiết kế, để giúp cho cái áo dài Việt Nam vẫn mãi là một cái hình ảnh rất là đẹp đối với người Việt Nam, mà còn là sự ngưỡng mộ đối với mọi người trên thế giới.